Hello, xin chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với lập trình C nhé. Trong bài này thì chúng ta sẽ tách một cái mảng một chiều thành hai cái mảng khác nhau. Thì có rất là nhiều tiêu chí để chúng ta tách từ một cái mảng thành nhiều mảng. Ví dụ như là chúng ta có một cái mảng số nguyên, sau đó chúng ta tách thành một cái mảng là mảng số chẵn, một cái mảng là mảng số lẻ. Hoặc là các bạn cũng có thể tách cái mảng mình thành là một mảng là các con số lớn hơn hoặc bằng không, và một cái mảng đó là các con số âm. Nó được chưa? Thì có rất là nhiều tiêu chí khác nhau để chúng ta tách cái mảng nha. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau làm bài tập số 48 này. Ok, mình sẽ mở DeepSeek lên. Thì mình sẽ copy lại cái đoạn code để mà nhập và xuất dữ liệu nhé. Sau đó mình sẽ viết cái hàm là cái hàm tách cái mảng. Ok, đây. Mình giả sử như mình có một cái mảng A đi, mình tách hai mắt cái mảng A này thành mảng B và mảng C. Mảng A thành mảng B và mảng C. Thì làm sao đây? Mình cũng phải có được cái đoạn code để nhập vào mảng nè, có đoạn code để xuất ra cái mảng nha. Ok, bây giờ mình sẽ viết một cái hàm để mình tách từ cái mảng A. Tách mảng đi. Tách mảng. Ok. Đấy. Mình sẽ tách cái mảng X này có 100 phần tử này, đó. Với số lượng là ở đây thì mình sẽ cho cái này nó vào 100 hết đi để cho các bạn đỡ bối rối ha. Đây. Tách mảng đây chỗ này nha. Cho cái phần này đi xuống này. Rồi mình muốn tách nó thành hai cái mảng. Mảng X1. Mảng X1 thì có khoảng 100 phần tử ha. Rồi ok. Mảng X1 nha. Và mảng X2 có 100 phần tử. Ok, các bạn lưu ý rằng mỗi một cái mảng thì chúng ta cũng phải có được cái biến để chúng ta biết được là cái biến đó nó có bao nhiêu cái phần tử. Rồi. Sau đây các bạn sẽ cần phải cho mình thêm một cái biến là x1 nè, đó. Rồi các bạn cũng phải có một cái biến là int x2. Thì riêng với hai cái biến n x1 và x2 á, các bạn sẽ các bạn n1 n2 n3 đi ha. Cái này là n1 đi. N2 rồi. Ở trên đây thì mình đã sửa lại là n1 và n2. Mình lưu lại rồi mình sẽ làm tiếp nhé. Bài 48. Các bạn lưu ý toàn bộ những cái bài code này thì mình để trong cái phần mô tả của video. Các bạn có thể download về để tham khảo nhé. Đây mình sẽ tắt cái mảng nè. Ok. Ở chỗ này nè các bạn thêm cho mình hai cái dấu và. Vì mình muốn sau khi kết thúc cái chương trình đó thì cái biến chỗ này nó sẽ bị thay đổi giá trị. Cái biến mà các bạn truyền vào đây đó, nó sẽ bị thay đổi giá trị. Nên mình phải thêm và chỗ này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ làm sao? Ok. Mình sẽ tạo ra hai cái biến là biến y1 nè và có một cái biến là biến y2. Sau đó mình sẽ có một cái dòng là for. For mình cho y đi từ đầu cho tới cuối cái mảng lớn. Không, y bé hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Thì bây giờ mình sẽ phần phải thực hiện cái đoạn này, tách cái mảng này ra. Y ban đầu á, y1 ban đầu là bằng 0, y2 bằng 0 luôn, ok chưa? Rồi, rất dễ ha. Bây giờ mình sẽ làm sao đây? Các bạn cũng có thể cho là n1 bằng 0 luôn cũng được. N1 bằng 0 và n xếp gạch 2 bằng 0. Thật ra thì các bạn có thể bỏ luôn biến n1, n2 cũng được. Các bạn dùng biến y1, y2. Tí nữa mình return về y1, y2 luôn. Nhưng mà thôi các bạn cứ có n1, n2 để cho nó dễ hiểu hơn. Bây giờ giả sử như mình tách thành hai cái mảng đi. Một cái mảng là các con số chẵn, một mảng là số lẻ đi. Vậy thì mình phải kiểm tra nè. X tại vị trí thứ y. Nếu mà nó chia hết cho 2, nó phần trăm cho 2 bằng bằng 0. Đó. Nếu mà nó là số chẵn thì mình sẽ đưa nó vô cái mạng x1. Nó là số lẻ mình sẽ đưa vô cái mạng x2. Vậy thì x1 tại vị trí thứ y1 nó sẽ bằng x tại vị trí thứ
thứ y. Ok, sau đó các bạn cho y1 tăng lên một đơn vị nhé, và n ship gạch 1 nó cũng tăng lên một đơn vị. Nó rất dễ ha. Thật ra các bạn có thể cho cái x1 y1 cộng cộng vào đây luôn nè, cộng cộng vào đây cũng được ha. Tuy nhiên mình tách bạch ra để cho các bạn dễ hiểu hơn. Rồi, tương tự như vậy thì nếu x là số số lẻ thì mình sẽ đưa cái số lẻ vào cái mảng là y x2 y2 bằng x tại vị trí thứ y nhé. Rồi mình cũng sẽ cho y2 tăng lên một đơn vị. N2 cũng sẽ tăng lên một đơn vị. Xin lỗi các bạn, mình sẽ xem lại coi ở trên. Rồi, ok, như vậy là mình đã viết xong rồi đó các bạn. Mình sẽ test nhé. Bây giờ mình sẽ nhập vào một cái mảng A. Nhập vào một cái mảng A như thế này. Nhập mảng, mình không cần sắp xếp mảng đâu. Mình bỏ vào cái đoạn sắp xếp mảng này. Rồi, coi coi có đoạn. Sau đó mình sẽ tắt cái mảng. Mình sẽ tắt cái mảng nha. Tắt cái mảng, mảng nào? Mảng A với cái giá trị là, đây xin lỗi, mình cho nó là n nha, nhập vào a n nha. Rồi n mình muốn tách nó thành cái mảng b, và cái giá trị, cái số lượng của mảng b là n1. Rồi mảng c, số lượng của mảng c là n2 đó. Sau đó mình sẽ xuất hai cái mảng này cho các bạn xem. Xuất mảng đó, mình sẽ xuất mảng. Bây giờ mình sẽ xuất cái mảng b trước, bn1. Sau đó mình xuất cái mảng là C N2 đó. Như vậy là mình đã viết xong. Mình sẽ chạy thử các bạn xem nhé. Ở chỗ này thì nó không cho khai báo chung, mình sẽ khai báo riêng. Rồi, ok, execute, compile and run nhé. Nó báo là à, xin lỗi các bạn, cái biến n1 n2 nó đã có trên đây rồi, mình không có khai báo lại nha. Mình chỉ đặt nó, giá trị nó bằng không thôi. Rồi chạy lại. Ok, bây giờ mình sẽ nhập cho cái mảng thứ nhất có 5 phần tử nè. 1 8 3 6 2. Vậy thì nó sẽ phải tách cho mình thành hai mảng đúng không? Một cái mảng là 1 3, một cái mảng là 8 6 2. Ok, các bạn xem kết quả nhé. Đây. Cái mảng ban đầu của mình là 1 8 3 6 2. Một cái mảng đầu tiên là mảng số chẵn, nó sẽ là 8 6 2, và một cái mảng khác đó là 1 3. Rất dễ ha các bạn. Giả sử như cũng là cái bài toán đó, là mình muốn tách cái mảng nhưng mình chuyển lại cái yêu cầu một chút, đó là tách thành một cái mảng số dương và một cái mảng số âm, thì các bạn sẽ phải sửa chỗ này thành cái gì ạ? À, chúng ta sẽ sửa xy lớn hơn hoặc bằng không thì chúng ta đưa vô cái mảng thứ nhất, ngược lại chúng ta đưa vô cái mảng thứ hai. À, rất là dễ ha. Ok, rồi các bạn nhớ đăng ký kênh nhé, nhớ làm lại cái bài tập ngày hôm nay. Các bạn hãy vào cái phần mô tả download về và thực hiện là cái đoạn code tách cái mảng này thành hai cái mảng khác nhau nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip của mình. Đăng ký kênh ngay, bấm vào cái nút chuông nữa để xem video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.